Làm thế nào các bạn để refill và tạo ra một cái bộ nail như thế này ha. Thì sau đây xin mời các bạn theo dõi cái video chi tiết nhất để thực hiện cái bộ nail này nha mấy bạn. Xin chào các bạn nha, mình sẽ trở lại cho các bạn cái cách làm thế nào để các bạn có thể mà làm một cái bộ móng bạn nó đi tới 4 tuần, nó không gãy móng nào chứ. Đó, 4 tuần. Và mình sẽ change cái shape nó ra như thế này, từ cái shape square mình chuyển thành cái shape almond shape nha mấy bạn. Thì mình sẽ show cho các bạn cái cách đắp bột làm thế sao mà nó ở ha, nó không có bị liếc, không bị gãy. Thì mình sẽ dùng cái móc dũa này để mình bào cái nước sơn nó ra ha. Rồi. Này nó khách đi 4 tuần các bạn, nước sơn cái fan còn nguyên, móng còn nguyên, không rụng ngón nào hết ha. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn cái cách làm thế nào, bí kíp làm thế nào để các bạn có thể làm một cái bộ nail mà đi 4 tuần không gãy, không rơi rụng mà còn đẹp nữa. Bạn thấy không, cái quay tiếp nó đâu có rớt cái miếng nào đâu, quay tiếp còn nguyên. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là mình sẽ show cho các bạn cái cách đổi cái shape ha, cho nó nhanh gọn lẹ mà nó đẹp nha mấy bạn. Đổi từ cái shape square mình đổi sang almond shape, nhanh gọn. Ok. Và một chút kỹ thuật làm thế nào để các bạn có thể refill mà cái tay các bạn ra ngay chỗ này smooth nè. Bạn dũa, bạn refill cái tay nó không bị clip, không bị gãy. Tuy là móng này nó dài quá khổ luôn các bạn thấy không? Đó, mình sẽ mài hết lên thế này. Mình mài hết ra đi. Sau khi các bạn mài hết cái này nữa rồi, thì mình sẽ dùng cái đầu dũa bén này mà mình chạy cái mình cắt những cái phần bột nó không có, mình dùng cái đầu dũa này nè, mình sẽ cắt cái phần bột nó không có, cái bột nó không có giống như là nó cũng cũ á, đây này cũ hai bên hông này, mình cắt nó đi, dùng cái đầu dũa này chúc cái đầu xuống, chúc cái mũi xuống, các bạn cắt cái phần bột nó giống như nó cũng ải lắm rồi đó, nó không liếp nhưng mà nó cũng có một phần nó cũng bị hơi sơ sơ đó. Đó, các bạn cắt hết cái này đi, cắt sát luôn, chạy nghiêng cái tay xuống này, chấn đó, cho nó ra hết đó. Các bạn dùng cái này chấn nó đi, tại hai bên hông này thường thường á nó bị hay bị ở dưới cái móng nó không có clip ở trên cái đầu này mà nó clip ở dưới, clip lên. Đó, mình chạy hết đi, các bạn chạy hết, cắt cái phần chút xíu này.
Rồi sau khi mình cắt xong nó rồi, cái bước tiếp tiếp bước tiếp tiếp là cái bước mà mình cắt shape nha mấy bạn. Tạo shape mình sử dụng cái đầu dũa này, mà bạn lựa cái đầu dũa mới nha, cái cục dũa nhám này mới nha, thì chạy nó lẹ hơn ha. Rồi mình để vừa nên thôi, không để dài quá. Rồi bạn để chạy bình thường, các bạn chạy từ bên góc này qua, bạn từ góc này qua, bạn chạy đều hết từ bên này qua, bạn nghiêng này, thấy không, bạn nghiêng nghiêng này, bạn thấy cái cách chưa đó, mình chạy này từ này qua. Ừ, chạy này qua hết. Mình check lại cái tay này. À, chạy từ bên này qua. Và cái bước 1 là bạn chạy từ bên này qua ha. À, giữ cái tay, bạn ép cái tay này vô này, để nghiêng nghiêng á, chạy từ trong là lại ra xuống dưới nó sâu vô, nó vừa tới cái chính giữa là bạn dừng lại này, ép cái này nè, thấy không, ép nó sâu vô cái trên này, mình chạy sơ thôi đó, xuống càng xuống dưới mà càng ép nó vô. Rồi rồi, nếu mà cái máy của các bạn nó có cái nút revert á, là các bạn bấm revert, xong các bạn chạy từ bên này qua lại, bạn bấm revert, bấm revert, thấy không, bấm revert, bấm qua cho cái size kế bên, size bên hông đó, bấm revert nha mấy bạn, chạy revert, chạy vuốt từ trên dưới này đó. Mình chạy thô thôi, lát nữa là mình sẽ đó, mình cắt hết cho 5 ngón đi ha, một bàn tay nè, một bàn chạy một bên này rồi chạy qua bên kia lại đó. Đó. Là tại vì sao bàn chạy cái revert nó mạnh, bằng ép bên này thì nó mạnh đó, là cái bước thứ hai. Ok, đó cái nước, cái bước kỳ vật của mình đó, nó đủ mạnh để cho nó cắt, tại cái móng dài nó dày lắm. Rồi bạn thấy chưa, rồi bước thứ ba là bạn trở lại bình thường, cái bước thứ ba là bạn cho nó chạy bình thường, bước đầu bạn chạy lại nè, đó bạn xuống đây cho mình vòng lên nhỏ, đây là cái bước thứ ba, mình để cho nó chạy forward lại chứ nó không có revert, chạy bình thường nhưng mà mình để nghiêng này nè, chạy như này. Đó, chạy này xong bạn lùa qua đây luôn, lùa qua đây luôn, thấy không? Đó, đó là bước thứ ba, mình làm cho cái này nó ốm lại nè, ốm lại nè, đó, rồi bạn chạy lại nè, đó, chạy nó ốm lại. Tại vì sao bạn phải dùng cái nút revert, tại cái nút revert nó đủ mạnh để các bạn ép lên góc kia qua được, ép bên này nè. Còn nếu bò không chặn đi vợt mà chạy như thế này, không thể nào bằng chạy bên này được hết á ha. Cái đó là cái cách để bạn cắt cho nó đủ độ lực á. Rồi đó, lần này thì bạn thấy không, mình chạy đây nè, xong mình quẹo tay qua nè, chạy lên luôn đó. Đó, lần này là mình chạy mình tạo xếp luôn, thấy không, sau khi mình đã cắt thô rồi thì mình tạo xếp vậy này. Thường mình cắt như thế này hai móng đó, mình sợ nó không đều, mình so nó lại này đó, bạn thấy nó so nó lại, nếu mình cắt đều tay đó, thì nó được đó. Rồi đây mình nhặt cái nước dũa, giờ mình dũa xếp nè, mình để vô đây nè, ép tay vô, mình thấy chưa, mình sẽ tạo shape,
đó, tạo xếp. Rồi bạn thấy cho nó ra rồi đó. Nhớ là để nghiêng nè. Rồi bạn thấy không, ra, ra xếp đây nè. Đó. Đơn giản ha, nhanh ha bạn. Đây là cái cách nhanh nhất để các bạn đổ cái xếp nha các bạn. Nhanh gọn lẹ mà kiếm tiền. Đó. Giờ mình chỉ vuỗ sơ thôi. Lát nữa mình bỏ bột lên rồi mình vuỗ một lần nữa là xong. Bạn thấy chưa? Rồi tổng quan lại cho cái cách làm nhanh này là bạn có phải có cái nút reverse nha mấy bạn. Cái nút reverse là cái nút quan trọng, đó là cái bí kíp. Bí kíp để mà làm cái đổi xếp móng dài nhanh gọn lẹ ha ha. Rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp ha. Rồi bây giờ tới cái refill nha mấy bạn. Đó, bây giờ mình đã sau khi mình lấy shape mình mài da rồi. Mình bỏ cái lớp primer rồi, theo giờ mình fill nha. Thì mình sẽ show cho các bạn cái cách fill làm sao mà cho nó fill nó làm sao mà nó. Đó, đầu tiên nhất các bạn lấy một miếng này. Mình bỏ đây. Bỏ lên. Nhớ các bạn bỏ, các bạn vỗ, vỗ xuống, vỗ. Thấy không? Vỗ. Rồi. Bạn tém nó lại. Tém nó lại. Nhớ là tròn cái critical nha mấy bạn. Tròn đều cái critical. Bên hông nó thiếu một kiểu này. Tại vì khi nó fill á mấy bạn, khi mà refill á, nó hơi, nó không giống như cái móng mà bình thường đâu. Tại nó bumpy á. Bên ít bên nhiều cho nên là mình chịu khó. Mình chịu khó mình fill cho nó đều. Đó, bên góc đó, xong góc này chút xíu nữa. Nếu mà các bạn đắp full set á, các bạn bỏ một cái lên là bạn phủ được hai bên hông rồi. Nhưng mà refill á, kỹ hơn xíu để cho móng cho nó đẹp á. Bạn thấy không? À. Bên này mình vẫn thấy nó thiếu một chút xíu, còn để như đây. Ok, rồi này. Rồi, bạn thấy chưa? Xong một ngón ha. Giờ mình kêu lại ngón này nè, ngón này thì nó đỡ hơn, ngón này nó không bơm bì ha. Hai bên hông nó đều nhau, nhưng mà mình lấy nè, lấy cho nó tròn cái khi cái cồn mình để xuống này, thấy không? Để xa, đó, đẩy nó lên xíu. Rồi. Phải vỗ nó ra, vỗ nó ra. Đó. Cái này không có muốn cho nó bền đẹp là các bạn không có làm ẩu được nha. Các bạn bỏ một miếng vô đây. Đây. Bỏ một góc đây nè. Thì thường á, fill á, bạn phải đủ bột hai bên hông à. Hai bên hông thường nó hay bị, khi mà mình mài ra bên hông nó mỏng hơn bên kia. Nhớ giác nè. Đó. Giác vô. Bên này bạn thấy không, còn miếng nữa. Bên này mình cũng phải chọc vô miếng nữa. Để bên đây nè. Chở cái cọ qua. Đó. Rồi chỉnh sửa đàng hoàng đi. Vỗ, vỗ vỗ cho nó vô cái góc đó. Thấy chưa? Vỗ cho nó vô cái góc. Này là mình nói rất là chi tiết nha mấy bạn, rất chi tiết. Làm sao mà chi tiết như vậy mới được ha. Các bạn con ngón này nè, lấy, nhớ lấy trên cái đầu nè, cho nó đó, để xuống là nó vô ngay khi tôi coi đó, nó tròn, nó không có chạy lên da. Lát nữa bạn vũ dễ lắm, bạn vũ nó rất dễ đó. Lát nữa bạn vũ rất dễ.
nếu mà bạn bỏ được cái miếng nó vô trong cái critical á, bạn thấy bên này nó thiếu nè, mình cứ take time mình làm thôi. Đó, bỏ bên này, thấy chưa? Đó. Từ từ lấy thêm miếng liquid nữa dỗ nó xuống thôi, dư thì mình vét đó, vét có cục bột. Bây giờ bên này nó còn thiếu miếng này, bạn thấy không? Đó, thiếu nhiều lắm á. Đó. Đó, lúc này mình mới chở cái tay qua nè, để vô. Fill mà cho nó cho nó vô gốc đó. Bột nó phải đủ nha, không đủ là cái móng vàng nó sẽ, đó là cái đầu mối của nó gãy, dễ gãy lắm. Thấy chưa? Rồi, đang nhìn con út nè, con út mình đó, mình lấy miếng rồi ha, để vô, để rồi chỉnh rồi sửa nó, chỉnh nó sửa tròn trịa, xong rồi lấy một miếng liquid để dưới đây này đó. Rồi các bạn vô một số. Rồi có rất nhiều bạn là các bạn làm bị sai cái động tác là các bạn lấy miếng bột nó bị sai. Bây giờ các bạn cứ bỏ vô rồi các bạn nhắm mắt nhắm mũi, các bạn kéo tới kéo luôn nó, bởi vì nó không có, cái critical nó không có đẹp mà dũa mà đau tay khách nữa ha. Cho nên là cái này là cái video này mình show cho các bạn rất là chi tiết. Thêm miếng ở đây. Rồi. Tại ngón cái nha mấy bạn. Rồi mình lấy xem là các bạn đó, ngón cái mình lấy nhiều chút xíu mình để này, đè cái cọ xuống, đè xuống này, đè xuống là nó chạy lên, thấy không? Đè cọ xuống là nó chạy lên. Đó. Rồi các bạn dũa đây. Đè xuống là nó chạy vô. Rồi hai bên hông các bạn giống vậy luôn ha. Bên đây. Đó. Rồi đến đây thì cái phần làm thế nào để các bạn cái refill một cái tay mà nó đi 4 tuần nó không bị lip, không bị gãy ha. Đã được kết thúc từ đây. Hơi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nè. Mình sẽ trở lại trong cái phần update cái hình ảnh cuối cùng của bộ nail các bạn. Và nếu các bạn thích thì hãy like, share và subscribe cho mình nha, để mình có thể ra những cái video khác bổ ích hơn ha. Chúng giúp các bạn cũng như là cùng nhau mở mang cái kiến thức để làm nhanh gọn lại kiếm tiền nha mấy bạn. Rồi chúc các bạn một ngày may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.